Vâng, em xin lời chào đến toàn thể quý khách hàng cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Xe Chất với hotline tư vấn là 0947 598 859. Ngày hôm nay thì showroom của em Việt tiếp tục mang tới cho các chúng ta với một mẫu xe đa dụng 7 chỗ ngon bổ rẻ nhưng mà thực sự chất lượng. Một chiếc xe mà đang được rất là nhiều quý anh chị chúng ta ưa thích tại thị trường Việt Nam hiện nay, đó chính là dòng Mitsubishi Expander. Vậy thì trước mặt các anh chị, ngày hôm nay showroom bên em tiếp tục mang tới cho các anh chị tham khảo, đó là một mẫu Expander phiên bản số tự động, động cơ máy 1.5 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe là bao zin toàn tập cho các anh chị ta từ A đến Z, không một lỗi nhỏ. Vậy thì ngày hôm nay với chiếc Expander số tự động 2019 mà đã được chủ nhân cũ nâng cấp lên cho các anh chị ta với rất nhiều những đồ chơi. Ví dụ như là các bác có thể nhìn ngay ở phần đầu xe, đó là đèn bi hay đèn LED định vị ban ngày. Và tất cả tình trạng xe là bao zin, các bác không bị đâm đụng, không bị va chạm, không thủy kích và hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ để các anh chị ta có thể là dễ dàng sang tên đối chủ nhanh gọn trong vòng một nốt nhạc. Vậy thì một chiếc xe 7 chỗ gầm cao, dáng đẹp, nhiều tính năng option và đi rất lành, tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng mức giá ngày hôm nay để các anh chị ta có thể là sở hữu cho em chiếc Expander màu trắng này lại chỉ chưa bằng một chiếc Toyota Vios. Vậy chất lượng chi tiết chiếc xe là sao sau quãng thời gian sử dụng? Thì quý anh chị làm ta đang tìm kiếm dòng xe Expander này thì các bác có thể cùng em Việt dành một chút thời gian để theo dõi cũng như đánh giá tổng thể chất lượng của xe sau quãng thời gian sử dụng và xem liệu nó xứng đáng để các chúng ta bỏ tiền ra sở hữu cho mình hay không quý anh chị nhé. Đầu tiên thì các bác có thể đi ngay giúp em vào phần đầu xe. Có thể nói Expander thực sự là mang tới chúng ta với một cái ngôn ngữ thiết kế rất hiện đại trẻ trung với tên gọi là Dynamic Seal, là cái ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của thương hiệu Mitsubishi. Thì các anh chị em ta có thể thấy là với chiếc xe này thì thực sự là chủ nhân cũ đã rất là chăm chút cho xe. Lên các bác với một cái đèn LED vừa là định vị ban ngày vừa đèn LED xi nhan. Và các bác có thể thấy là hiệu ứng ánh sáng mà nó mang lại khi mà chúng ta bật đèn. Ngoài ra thì phía dưới này thì các bác có thể thấy là chủ nhân cũ thì cũng đã nâng cấp lên cho các anh chị em ta với một đèn bi siêu sáng rồi. Đấy, xe được trang bị kết hợp với đó là bóng đèn xi nhan là đèn halogen các chị nhá. Các chi tiết theo thời gian nhưng phải nói là nó vẫn còn thực sự xuất sắc về chất lượng các bạn. Đấy, các anh chị nhìn cho em này. Đấy, bao zin nguyên bản nhé. Anh chị nào mà cảm thấy lăn tăn về chất lượng thì các bác vẫn còn có thể là đem đi trích test thoải mái giúp em trước khi chúng ta giao dịch này. Đấy, các bác nhìn cho em này, cái chi tiết của nó không chê vào được, đúng không ạ? Những cái đường mép này nó phải thẳng liền lạc như này. Cái dòng này thì các anh chị chúng ta mua về thì các bác có thể là vừa đi gia đình vừa kết hợp chạy dịch vụ. Ngoài ra thì đây các bác có thể thấy là chủ nhân cũ còn vừa thay cho các anh chị ta một cái dàn lốp mít mới tinh, được chưa ạ? La răng phay, hai phanh đi trước và hai phanh đang chống phía sau. Ngoài ra thì chúng ta còn có cho em là xi nhan tích hợp trên gương với cái phiên bản tự động này. Những đường mép các anh chị nhìn cho em đây ạ, rất liền lạc. Và các bác có thể là ngắm tổng thể ngoại hình của chiếc Expander màu trắng 2019 này giúp em nhé. Đấy, và một mẫu xe đa dụng 7 chỗ nhưng có kiểu dáng thiết kế đẹp. Và quan trọng là nó mang tới chúng ta với một cái khả năng vận hành cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu. Tiếp tục phần đuôi phía sau đây, các anh chị có thể là quan sát giúp em. Xe được trang bị với đuôi gió, có gạt mưa kính phía sau. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái cụm đèn hậu đặc trưng của chiếc Expander. Nó thiết kế với những cái chi tiết giải đèn LED hình chữ L. Và các bác nhìn cho em độ đẹp của nó này. Đèn không một vết xước nhé. Xung quanh viền đèn các bác có thể thấy là nó cũng không có những khe hở, kể cả những đường mép này. Con này đẹp xuất sắc luôn, chạy đúng 8 vạn nhé, lốp cả dàn lốp mới tinh. Các chi tiết phần đuôi phía sau các bác có thể là cùng em quan sát này. Xe là bao zin nguyên bản cho anh chị chúng ta. Các anh chị chúng ta mua chiếc xe này về đi nó cực kỳ là yên tâm. Và với một cái tầm tiền chưa đến 500 là các anh chị chúng ta đã có thể là sở hữu cho em chiếc xe này rồi. Các bác nhìn cho em ạ. Đó, các chi tiết các anh chị có thể quan sát. La răng này, không một vết xước nhé, đúng không ạ? Vâng, lốp cả dàn lốp mít, gài rất dày luôn. Đó, tổng thể ngoại thất thì bác có thể thấy là kể cả viền chân kính của nó cũng được lẹp chrome rồi và gần như là sơn si, là các anh chị chúng ta về là các bác chúng ta cũng không tốn một đồng nào luôn. Vậy thì để tiếp tục giúp các anh chị chúng ta có thể đánh giá được cái tình trạng của chiếc Expander này thì em Việt sẽ tiếp tục quay cho các anh chị chúng ta với phần nội thất trước khi chúng ta kiểm tra tới khoang động cơ để các bác có thể đánh giá được tình trạng chi tiết của xe ra sao sau có thời gian sử dụng, ok không ạ? Vâng, về không gian nội thất của mẫu Expander thì các bác có thể thấy là chiếc xe thực sự vẫn mang tới chúng ta với một không gian khá là rộng rãi. Và với mức giá khá ok thì các bác có thể thấy là xe đã được chủ nhân cũ nâng cấp lên người ta với bộ ghế da hai tông màu này. Đấy, rất là mới nhá. Vô lăng ba chấu và chúng ta thấy là tích hợp nghe thoại rảnh tay, điều khiển giọng nói và có tính năng ga tự động Cruise Control. Ngoài ra thì đây các chị thể thấy là xe được trang bị gương kính chỉnh điện gập gương này, cân bằng thử chống chân chống trượt. Công tơ mét thì đây các bác có thể thấy là xe chạy đúng có 8 vạn rồi nhá. Đấy, lên cho cạnh ta với một cái màn hình Android và cam lùi là Full HD này. Hệ thống điều hòa của nó này. Đấy, củ số các anh chị nhìn cho em đẹp chưa này. Đấy, phanh cơ nhá. Đấy, tất cả tình trạng bản lề đây các bác có thể thấy giúp em nó còn nguyên zin nguyên bản, không một vết vặn. Đó, xuất sắc luôn nhá. Tư những con này thì cam kết luôn các bác là tư nhân chính chủ, không có xỉ vụ. Vâng, xe người ta đi gia đình thôi. Nên các bác có thể thấy độ đẹp, độ chất của xe này. Máy đang nổ nhưng mà các bác có thể nghe tiếng động cơ nó rất êm, gần như là không có cái sự
cái tiếng kêu trong khoang động cơ nó quá ồn hay là nó có vấn đề gì liên quan đến bi các thứ, đúng không ạ? Đấy, tí nữa em sẽ quay cho chúng ta với cái phần động cơ nhá. Phần trần anh chị nhìn với em này, chủ nhân cũ người ta giữ rất là sạch đẹp. Chúng ta sẽ có một cái dàn gió thổi từ cái hàng ghế đầu xuống về đằng sau, đấy, giúp cho cái không gian của chiếc xe nó làm mát nhanh hơn. Và với cái hàng ghế thứ hai, anh chị thể thấy độ rộng rãi của nó này. Đấy, hàng ghế sau anh chị ta ngồi thoải mái ba người lớn nhá. Đấy, tapi cánh cửa thì đây. Đấy, anh chị ta thể thấy là nó cũng rất là đẹp. Và em sẽ mở cho các chị ta với cái khoang cốp để các chị ta thể thấy này. Đây là trong trường hợp mà chúng ta sử dụng đến cái hàng ghế thứ ba thì cái khoang cốp còn lại nó sẽ hơi nhỏ vì đây là dạng xe 5+2. Nhưng quan trọng các chị nhìn ra những cái vệt đinh tán của nó đây. Đấy, ở hai bên này. Đấy, nó phải còn nguyên bản như này. Đúng không ạ? Đấy, các chi tiết trần đây các chị nhìn cho em này. Rất là sạch đẹp. Đấy, còn trong trường hợp trần thiết thì chúng ta thì gặp phẳng cái hàng ghế thứ ba lại như này. Đấy, thì các chị chúng ta thể thấy là các chị ta sẽ có một khoang cốp rất là rộng, đúng không ạ? Đấy, và quan trọng là các chi tiết lòng vè cốp thì các bác có thể quan sát giúp em đây. Rất sạch đẹp, rất là sạch đẹp, nó không có để lại những vết xước sát nhá. Ốc cốp này. Đấy, các chiếc vệt tinh tán ở khu vực này. Đấy, các bác có thể thấy là có nguyên bản. Và cái mức tiêu thụ nhiên liệu xe này thì dù là một chiếc xe 7 chỗ nhưng mà các bác có thể thấy là nó chỉ ăn khoảng 6,2 lít xăng thôi. Có nghĩa là loanh quanh bằng một chiếc sedan hạng B. Đúng không ạ? Đấy, các chi tiết các chị có thể là quan sát giúp em đây. Rất đẹp luôn nhá. Bao zin cho các chị chúng ta. Và một lỗi bên em hoàn tiền cho anh chị để các bác có thể là hoàn toàn yên tâm khi mà các chị chúng ta tin tưởng lựa chọn cho em chiếc xe này. Đấy. Giá chưa bằng một chiếc Vios nhưng mà chúng ta có hẳn xe 7 chỗ ngồi rồi. Đấy, và đi cũng rất lành, rất là tiết kiệm nhiên liệu, đúng không ạ? Đó là chất lượng của chiếc Xpander 2019. Vậy thì bây giờ để giúp các chị nhà mình có thể đánh giá chi tiết hơn thì em sẽ quay tiếp cho các chị ta với khoang động cơ. Vâng, vậy thì tiếp theo với khoang động cơ của chiếc Xpander 2019 nhá. Các bác có thể thấy là máy em đang nổ nhưng mà máy nó rất là êm. Con này là bao zin anh ta keo dàn cò này, các anh chị nhìn thấy tất cả chi tiết chân máy của nó vạch sơn nó vẫn còn nguyên bản. À, kể ốc dàn cò cũng chưa một viên vặn luôn, đúng không ạ? Ốc cốp thì cabo đây. Đấy, nỉ cái gầm này. Tem mác đầy đủ của nó đây. Đấy, các bác có thể thấy là máy nổ nhưng mà êm thiên thít luôn. Đấy, xe cực chất lượng luôn nha. Đó. Và con này thì đây các bác có thể thấy là Palat là đây chi tiết chủ nhân cũ ta độ lên cái đèn chị ạ. Như này các chị đã cảm thấy yên tâm chất lượng chiếc Xpander này chị ạ. Vâng, vậy thì trên đây là chất lượng chi tiết của mẫu Xpander số tự động 2019 mà showroom của em Việt mới cập bến. À, với mức giá là 493 triệu đồng có thương lượng, cho anh chị nào quan tâm thiện chí thì các bác trực tiếp nhấc máy và liên hệ cho em Việt nhé theo số hotline 0947598859 hoặc ghé qua trực tiếp địa chỉ showroom bên em ở lô 100.09 đường Trường Chinh thành phố Hải Dương để xem xe, lái thử cũng là cảm nhận chiếc xe này. Một lần nữa rất là cảm ơn quý anh chị nhà mình đã cùng dành chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc các bác một ngày mới thật vui vẻ và nhớ ấn nút đăng ký kênh để có thể là cập nhật những sản phẩm chất lượng mới về hàng ngày tại kênh YouTube Việt Xe Chất.